Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Giác quan thứ 6. Vâng, và ngày hôm nay chương trình Giác quan thứ 6 rất vinh hạnh mời đến đây hai nghệ sĩ. Hai nghệ sĩ mà chỉ cần nhắc tới tên họ thì mọi người đảm bảo là sẽ cười rất nhiều, rất thú vị. Và riêng về cái phần giác quan thứ 6 thì Vinh cũng cảm thấy đây là hai người thậm chí có siêu năng lực luôn rồi. Trời đất ơi, sao mà nghe anh quảng cáo em cảm thấy rất là tò mò, em rất là nôn nóng gặp khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Còn chờ gì nữa? Ai vậy, ai vậy? Đó là nghệ sĩ Cát Tường và nghệ sĩ Lê Giang, xin mời. Wow. Chào hai em. Dạ em chào hai chị. Chào hai em. Nãy tụi em tưởng như coi một cái show trình diễn thời trang vậy đó. Thì đó, thì từ trong đó đi ra là thời trang đó. Mà sao nãy em thấy chị Giang hơi chúi chúi vậy chị Giang? Nặng cao á. Nặng phần trước. Nặng phần trước nó nhủi vậy nè. Vâng, ngày hôm nay đến đây với chương trình Giác quan thứ 6 thì em nghĩ là hai chị đã chuẩn bị sẵn cái câu chuyện của cá nhân mình mà nó có liên quan tới Giác quan thứ 6 phải không ạ? Chị Cát Tường. Chuẩn bị, đâu có chuẩn bị gì đâu. Ủa, sao chị làm em ý là đúng rồi, đúng rồi, mình phải chuẩn bị. Có nghĩa là chị giống như là trong người chị lúc nào nó cũng có ào ào sẵn tất cả những cái gì. Em chỉ cần em đụng vô chọc chị chết tuôn trào ra liền. Chọc chín cái coi, chị tuôn ra nè chị... Silicon. Em chứ không phải chị. Lộn rồi, lộn rồi. Anh nghe đồn là chị có những cái câu chuyện liên quan tới giác quan thứ 6 nó rất là hấp dẫn. Ngày hôm nay chị có thể kể cho em và tất cả mọi người nghe được không ạ? Có một cái câu chuyện một lần đó Tường nhớ rất là rõ luôn. Thì hôm đó sáng Tường ngủ dậy thì theo như cái lịch trình á là ngày hôm đó là Tường đi về nhà để về quê nắm dỗ. Thì lúc đó là Tường thức dậy thì thay vì là dọn đồ dọn đạc để đi về đúng không? Thì tự nhiên cảm giác trong người nó bất an mà nó khó chịu trong người lắm. Dạ. Thì Tường mới gọi điện thoại cho mẹ. Y như rằng là hồi khuya hôm đó không biết mẹ thì Tường đi trên lầu xuống thao két té cầu thang. Trời mấy vòng rồi sưng chân cẳng phù mặt mày phù y chang luôn chị. Rồi cái bây giờ bác có sao không chị? Nó mẹ nói thôi là khỏi về là kêu xe để đưa mẹ lên luôn, là chị khỏi cần về là để cho xe chở lên đây để đi khám cho nó an toàn hơn á. Mỗi lần mà chỉ cần chị Tường mà có cái gì đó nó khó chịu trong người là y như rằng là có sự việc xảy ra. Mà đặc biệt là với mẹ. Với mẹ hoặc là mẹ Tường cũng vậy. Có nghĩa là hai mẹ con hay có những cái giác quan có mối liên kết với nhau. Mà từ những cái sự việc là nhận xét con người, nhân sinh quan, cuộc sống xã hội. Giác quan là về mẹ không? Chứ sao? Thật ra là em có những cái giác quan về trai nữa. Nhưng mà trên sóng truyền hình em không có thời gian cho em kể. Bỏ qua đó để nói qua, đi chị thôi. Chứ còn em là hay có giác quan. Cái giác quan của các Tường hình như là hơi bị nhạy cảm luôn á nha. Còn riêng Lê Giang á nghe là ngày nào cái giác quan thứ 6 hình như cũng có trong người hết trơn á. Hay nằm chiêm bao lắm. Mà ngày nào cũng nằm chiêm bao hết á. Như tối hôm qua nằm chiêm bao thấy bị đẩy ra giữa biển á, thức dậy mở sách ra coi thấy nước biển là sẽ có tiền, nhưng mà chưa thấy gì hết. Nghĩa là đẩy ra biển là sảng khoái mát mẻ đó, bơi lội dạ, giống rồi. Như thả một cái phao để cho cái cực tự dựng đứng lên á. Cái gì vậy? Cái gì mà thả cái phao bị dựng đứng lên thả chị ra biển là giống như là cho chị là như cá về gặp nước đó chị tung tăng chị thư giãn chị bơi dưới nước đó. Văn chương kỳ cục. Bởi vậy chị có bởi em nói chị lúc nào đi đâu phải có em đi theo. Đúng rồi, bây giờ bắt đầu từ bây giờ em phải đi theo chị để đúng em rồi. giải thích cho mọi người hiểu không nha, mà nói thiệt nha, cái ngày nào mà sáng chị mở mắt vậy á, linh cảm chị muốn gọi cho người đó hay gì tự nhiên là người đó gọi lại. Thấy không, thấy ghê không? Lại vậy là người ta hay chị đỡ tốn tiền hơn. Không, chị truyền được cái sống cho họ đúng không? Thôi bây giờ mình cứ vô vấn đề tiếp đi, rồi một lát nữa sử dụng những cái gì mà giác quan là sẽ hiện ra. Vậy luôn à? Dạ, hứa hẹn là tập này sẽ rất là vui đấy à. Bây giờ thì xin mời hai khách mời của chúng ta về vị trí của mình. Vâng, và vòng đầu tiên của chương trình Giác quan thứ 6 được mang tên là Xuyên thấu. Thì ở vòng xuyên thấu này, chúng ta sẽ gặp gỡ ba chàng trai trẻ trung, đẹp trai, tài năng. Họ sẽ đứng sau ba bức màn trắng có đèn phía sau rọi lên.
cái các chị nhìn thấy chỉ là cái hình dáng của họ thôi. Và mỗi người sẽ trình bày về quan điểm đời sống hoặc là về những cái quan điểm về giác quan thứ 6 của họ. Sau khi mình nghe xong, ba người sẽ có ba gương mặt hiện lên phía trên. Năm lộn xộn. Nhiệm vụ của hai chị là phải lựa chọn gương mặt và hình dáng ghép lại với nhau. Mỗi lần đúng sẽ được 5 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy đến ngay với vòng 1 được mang tên là Xuyên Thấu. Xin mời. Biết đây ai luôn á, chưa nói gì biết luôn. Ai vậy chị? Phạm Văn Mách. Chị cũng nghĩ vậy. Tại cái tướng đô đô hai bên tai đồ lùng lùng đó. Chị Giang, chị ấn tượng với cái dáng nào nhất chị Giang? Ấn tượng với cái dáng này nè. Dành của em nữa. Đâu có, tại vì hỏi chị trước chứ. Rác cưng cứ đấy đi. Rác cưng cứ đấy đi. Cứ đấy đi. Cứ đấy đi hả? Còn chị Cát Tường? Thôi thì cái tôi thích thì bà chị tôi bà chọn trước rồi. Tính lão đắc thọ đi, mình chọn anh lùng lùng kia cũng được. Bây giờ sẽ là phần giới thiệu của ba chàng trai. Xin mời chàng trai đầu tiên. Tôi là một chàng trai sống tình cảm, vui vẻ và hay cười. Người thân và bạn bè hay gọi tôi với biệt danh là Mín. Tôi thường bị hấp dẫn bởi những cô gái vui tính, đặc biệt là hay cười giống như tôi. Tôi chắc chắn và khẳng định rằng không ai có thể vượt qua giác quan thứ 6 của người phụ nữ, nhất là lúc người phụ nữ đang yêu. Để khẳng định thêm lời nói của tôi có chắc hay không, thì các khách mời xinh đẹp hãy vận dụng linh tính của mình để đoán xem khuôn mặt của tôi nằm ở vị trí nào nhé. Và nhớ là đừng để bị xịt khỏi đó. Mín, Mín, chị Lê Giang hay cười lắm đó Mín. Chị Lê Giang vui lắm đó Mín. Chị Lê Giang cũng là người phụ nữ đang yêu đó Mín. Chị Cát Tường hãy hình dung cái bạn này, xem bạn này, cái mặt bạn như thế nào. Em biết ảnh rồi, chị nhớ nha, tóc đầu đinh. Cái style anh này là chắc là cái style mặt xương quá. Mặt xương, style Hàn Quốc. Mắt ảnh là mắt một mí dặn, mắt lá râm á, một mí mà hơi Hàn Quốc một chút xíu đó. Em nghĩ vậy đó. Lỗ mũi thì chị nghĩ chắc cũng vừa, không đến nỗi mà thấp, nó thanh thanh với gương mặt là tại vì mặt xương thì nhưng mà mũi... nếu Hàn Quốc là nhiều khi có sữa mũi rồi đó chị, mũi cao rồi đó. Mũi vậy cao hả? Mà là mũi sữa đó chị. À ha. Mà không biết em có sữa không em? Mà nếu chưa sửa thì để chị chỉ chỗ cho sửa. Chị Giang đi sửa sỉ không đó cưng à. Tướng của bạn này rất là chị nghĩ chuẩn đó. Mặt mày cũng xinh xắn đó. Gọn gàng. Nói chung là trẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của chàng trai thứ hai. Xin mời. Hãy gọi tôi là Gió, bởi vì tôi thích sự phiêu lưu và trải nghiệm. Tôi là mẫu người thích sự sáng tạo, yêu cái đẹp và hãy thích làm trò để tạo niềm vui cho mọi người. Những cô gái có sự đầm thắm, dịu dàng và giọng nói ngọt ngào dễ khiến tôi say đắm. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp về giác quan thứ 6 của người phụ nữ, nhưng chưa có trường hợp nào dùng linh cảm của người phụ nữ để đoán mặt hay đoán nghề. Nên tôi đang rất hào hứng để bắt đầu cuộc chơi ngày hôm nay. Có mà sao không thấy em bay gì hết vậy? Cái bắp đùi của Gió hơi bự. Chị ơi, mình nói về cái phần trên chị ơi. À dạ. Vậy hả? Dạ. Đón cái mặt thôi em. Cái mặt. Cái mặt của bạn này chắc cũng hơi bự bự nha. Mặt bên này thì dài nhưng mà mặt bên này có bị chiều ngang. Là sao chị? Phải rồi. Vậy chị. Là nó cái bị bự. Anh này anh đang đứng nghiêng đó chị. Anh đứng theo cái thế vậy nè chị. Thế là thế á. Để cho em mặt thế 7-3 á chị. Thế 7-3. Chứ nó không phải là anh đứng thẳng giống như cái anh số 1. Anh đứng theo chiều gió đó chị. Đó. Anh đứng vậy nè. Chị biết sao? Đó. Chiều đó. Gió chiều nào anh theo chiều đó. Ví dụ gió thổi bên đây anh sẽ nghiêng đây. Mà nếu ngược lại gió bên đây cái là anh sẽ nghiêng qua đây. Tại vì anh đứng ngang vậy là anh sẽ bị cản gió. Chắc anh mỏi lắm ha. Mỏi, cái này nè mỏi lắm. Cái mặt có vẻ hơi khó khó. Kiểu giống như mà bị già trước tuổi á. Bị nuôi khí đá chị, nó hơi bị hấp hấp á. Kiểu dạng vậy, anh này khó tính nè. Theo như chị nghĩ thì cái mặt cái bạn này hơi hài hước á nha. Tại vì bạn đứng cái tướng thấy hài hước là cái mặt cũng sẽ hài hước. Nhưng mà mắt mũi miệng sao nè? Mắt thì mắt hai mí đó. Mà hai mí nhưng mà đuôi bị sệ cụp. Mũi này cũng dạng mũi bự á, chứ không phải mũi thon như bên này. Cái môi thì sao chị? Miệng là hình gì? Cái môi thì cũng thừ lừ á. Nó xấu đều hết chị đi. Cho nó vậy. Chị nói vậy rồi cái bạn đó bạn giận bạn bỏ về rồi sao? Gió ơi Gió, thông cảm cho chị nha Gió. Anh thứ ba chắc hơi mỏi rồi đó hơi. Và để anh thứ ba không còn mỏi nữa, chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của anh. Xin mời anh. Ông Mách, ông đi ra đi ông Mách chứ. Mọi người thường gọi tôi là chuột, bởi vì tôi nghe mẹ tôi nói khi sinh tôi ra tôi bé như chuột vậy. Tôi thuộc kiểu người trầm tính, ít nói, nhưng khi gặp đúng người, đúng chuyện thì tôi sẽ nói luyên thuyên và không ai nhận ra tôi như thường ngày nữa. Khi nhắc đến người phụ nữ, tôi thường nghĩ đến những người phụ nữ ngoan, hiền, tình cảm, biết chăm lo cho gia đình, chắc chắn sẽ rất hợp với tôi. Tôi chưa từng chứng kiến câu chuyện nào liên quan đến giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Chính vì điều đó, tôi đến tham gia chương trình để xem giác quan thứ 6 của người phụ nữ là như thế nào. Sao cái giọng của em nó tình cảm dễ thương quá hả?
ở ngoài em có vậy không em? Người ta không có thích bà đâu bà ơi. À, hỏi thôi mà. Người ta thích gái ngoan. À, gái ngoan. Chị nhắm chị ngoan không? Chị ngoan, hồi đó chị ngoan. Dạ, chương trình mình không có đi tìm bạn trai đâu hay chị ha. À. Ủa, giác quan thứ 6 có nghĩa là nhiều khi ở đó ở đây bắn lại trúng nhau là dính luôn đó. Dạ. Là như vậy là ví dụ như ngày hôm nay cảm giác của anh đến chương trình là sẽ có bạn gái dắt về. Chị cảm giác hôm nay linh tính chị đến đây là thế nào chị cũng có lời đi về hả? À. Nhiều khi đây cũng là một cái giác quan thứ 6. Đó là giác quan đó. Đúng, vâng. Giống như chị Ly Giang là ẩm tiền về, còn chị là ẩm người về. À. Đó. Mê trai thấy rõ luôn vậy đó. Bây giờ em mời chị Ly Giang trước đi. Về cái nét trên gương mặt là cái chủ yếu nha, thì chị đang hình dung như thế nào? Hình dung là bạn này có vẻ cũng hơi đẹp trai á. Hơi đẹp trai. À, tại vì chị đoán cái giọng á, chị thấy bạn này có lẽ vẻ điềm đạm. Thường thường á, cái gì giọng với lại cái con người điềm đạm là sẽ chỉnh chu về trang phục và mặt rồi kia. Chị nhìn cái tóc nữa nè, chị cũng thấy chải rất là gọn gàng. Và cái lỗ mũi thì chị thấy không thấy đó là xẹp đó. Nhưng mà cái miệng là hơi, cái môi trên hơi hô ra kìa. Nó hô môi trên ra kìa, thấy đó, không? Ờ. Hô. Không thấy cái lỗ mũi mà thấy cái mỏ hô ra. Đúng rồi. Chị mình dùng cái môi cho nó đẹp. À, cái môi. Sáng giờ chưa có quay mà chị có cảm giác trong người chị á, cái hàm răng chị nó bị ê. Là sao? Là điều gì chị? Là kiểu như lát nữa đi ra đường té gãy răng hết. Cảm giác hàm răng của chị nó ê. Giống như là chút chương trình là chị có kiểu như là có sự va chạm. Đó vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh ba gương mặt của ba chàng trai trên màn hình LED. Xin mời. Mín. Thấy chưa? Vô. Trời ơi là trời. Chuột. Trời Tường, cái người thứ hai sửa mũi kìa Tường. Nè chị. Hả? Cho chị đón trước. Chính lão đắc thọ em nhường chị luôn. Rồi bây giờ đầu tiên là chàng trai có biệt danh Mín. Theo chị Giang là chàng trai sở hữu gương mặt số mấy? Mín đầu tiên là số 3. Kỳ vậy, xem chỉ số 2 mà chị chỉ số 3 vậy. Chị Giang đang cảm giác là gương mặt số 3. Cảm giác số 3 là cửa này nè. Là bạn Mín. Rồi. Còn chị Tường à? Chị nghĩ số 2 là bạn Mín. Điều gì khiến chị Tường nghĩ thì đó, nãy giờ chị nhìn đại bạn số 2 đang đứng chính giữa trực diện. Ánh mắt nhìn vô chị nảy lửa luôn. Cái mũi anh cao cao đụng vô lỗ mũi chị. Đó, cái cằm ảnh nhọn nhọn. Tai Hàn Quốc, chị nói rồi. Tóc ảnh nè, à, bên đây là tóc xùi nha. Đúng rồi, chắc à, tóc xùi, số 3 là tóc xùi. Nhưng mà bên đây là tóc cao ráo. Hai bên ém cao, y chang hồi nãy chị tưởng tượng. Anh này chính là Mín về đội của Cát Tường. Tiếp theo đó là bạn Gió. Mời chị Lê Giang. Bạn Gió thì là số 1. Gió là số 1, đeo kính cận. Còn chị Tường à? Cái anh số 3 có đeo bông tai, mình rất là kết môi đen ảnh luôn. Cái môi ảnh thừ lừ y chang chị Lê Giang tả lúc nãy. Đúng không? Nãy chị nói môi thừ lừ luôn. Anh số 3 sẽ là anh Gió của Tường đó. Gương mặt số 3 là Gió. Gió đó. Bạn Gió thì chị Lê Giang chọn là gương mặt số 1. Còn chị Cát Tường chọn là gương mặt số 3. Nghĩa là chàng trai có nickname Chuột thì chị Lê Giang sẽ chọn là số 2 và chị Cát Tường sẽ chọn là số 1. Chốt chưa ạ? Chốt rồi. Chốt rồi. Dạ. Xin mời vén bức màn của bạn đầu tiên, Mín. Chị Tường đã đoán đúng rồi. Chính xác là số 2. Hay quá đấy chưa. Ủa sao giờ cái mặt này với cái mặt này không có dấu hai đó. Trời, cằm nhọn nhọn kìa, thấy không? Mũi cao cao nhìn xa vậy mà còn thấy mắt chị kém mà chị vậy. Ở ngoài chị em đẹp hơn đó. Thì đương nhiên rồi, nhưng mà cái gương mặt là vẫn gương mặt của anh ấy. Ờ. Vâng, và bây giờ xin mời vén hai bức màn còn lại ạ. Xin mời. Như vậy là chị Giang đã đúng được bạn Gió. Yeah. Còn chị Cát Tường thì đã sai hết rồi. Thì quề thôi, quề người đoán đúng được anh thôi. Được rồi, lấy gì nhiều. À. Với kết quả vừa rồi thì mỗi khách mời của chúng ta sẽ mang về cho mình 5 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã gặp gỡ ba chàng trai. Và hai chị vẫn còn vòng 2 và vòng 3 để thi đua với nhau về giác quan của mình. Trước khi đến với vòng 2, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng 1 phút. We'll be right back.
lại với vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Và vòng 2 này được mang tên là Phán đoán tài tình. Phán đoán tài tình là chúng ta sẽ lần lượt gặp gỡ từng chàng trai và họ sẽ biểu diễn tiết mục gợi ý để mình có thể hình dung ra cái hướng mà cái nghề bạn đó sẽ làm. Nếu như hai vị vẫn chưa tìm ra được cái nghề thì vẫn còn 3 từ khóa sẽ lần lượt hiện lên phía trên. Và nếu như khách mời nào đưa ra đáp án đúng sẽ đem về cho mình 5 điểm. Và nếu như đưa ra đáp án sai sẽ chịu hình phạt của chương trình. Ghê quá. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chàng trai đeo mắt kính, dễ thương, hiền hòa, có biệt danh là Gió. Chào Gió, mời Gió hãy giới thiệu về tên và tuổi của mình. Xin tự giới thiệu, em tên là Lai Phong Phước, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Lai Phong Phước. Ủa, em cũng là nghề xiếc luôn hả? Dạ, nghề xiếc đó chị. Chị chốt đáp án luôn hả? Chị hỏi thôi à, thấy vâng. Cũng giỏi đó. Ngoài nghề xiếc em có làm nghề gì nữa không? Ta kêu bà đoán không, bà hỏi em chơi gì? À, thì hỏi đi đoán nhẹ nhẹ trước đã. Thì chắc đoán... chắc làm văn phòng nữa. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Tại vì nhìn Gió, cái này là chỉ tập chơi để cho che mắt thôi, chứ thật chất nhìn cái bộ dạng của Gió có vẻ như là làm tiếp thị hay là văn phòng vậy. Anh này mặt mày rất là đẹp trai, nên chị đoán làm văn phòng là cũng đúng. Nhưng mà em cụ thể hơn, cái lĩnh vực ảnh đang theo dõi có thể là sinh viên mới ra trường đi làm mấy năm rồi, ảnh đang làm bên lĩnh vực kinh doanh, cho nên là mặt mày nó mới kiểu thư sinh đeo mắt kính rồi vậy đó, hiểu không? Theo kinh nghiệm của em á, thì em sẽ tách ra những cái thông tin cho hai chị. Đó là bộ đồ của bạn này mặc rất là nhiều màu, bạn này làm việc có thể liên quan tới màu sắc, bạn này thích nghệ thuật. Yếu tố thứ hai là cái vật bạn ấy dùng để mà biểu diễn á, đó là banh tennis, thì cũng có thể liên quan tới tennis. Chưa hẳn đâu, bạn này thích chơi banh đũa thôi. Chúng ta vẫn còn 3 từ khóa, cho nên là mình hãy đến ngay với từ khóa đầu tiên nha. Ừ. Dạ, xin mời từ khóa đầu tiên. Văn phòng mà nguy hiểm, không lẽ bạn ấy đứng mé mé cửa sổ làm việc sao? Nguy hiểm gì là xiết luôn hả Tường? Không, một công việc có sự nguy hiểm trong đó. Xiết nhào lộn nguy hiểm chứ. Cái nguy hiểm của bạn nó, nếu mà tệ nhất thì nó dẫn tới gì? Chấn thương hay là tính mạng chẳng hạn? Tính mạng thì không tới. Không tới đúng không? Chấn thương thôi nhỉ. Chấn thương thôi. À, nguy hiểm là bảo hiểm. Thầy luôn bán bảo hiểm hả? Cũng có lý đó chị, em thấy cũng có lý. Theo chị là làm văn phòng ha. Văn phòng thì có thể là bán bảo hiểm, cũng là làm trong văn phòng. Nguy hiểm là người khác có thể gặp nguy hiểm và bảo vệ người ta. Thôi bây giờ để bổ sung thêm chút xíu manh mối về nghề nghiệp của bạn này thì em xin đến với từ khóa tiếp theo nha. Đúng. Dạ, xin mời từ khóa tiếp theo. Đó, đổ vỡ. Đổ vỡ thì mới nguy hiểm. Tại vì thường á, người ta sẽ nói đổ bể. Vỡ làm cho tôi liên tưởng tới cái gì nó mong manh. Nó đang là cái vật đồ mạnh, gì mà đổ bể bằng kiến, bằng thủy tinh rồi á. Tôi cũng nghi bạn này là xiết thiệt luôn á. Chương trình không có đơn giản vậy đâu chị. Không có xiết đâu chị. Em thấy với cái từ khóa này nó vẫn còn rất khó cho các chị ha. Đúng rồi, thêm cái nữa đi. Thêm cái nữa đi ha. À. Dạ rồi, xin mời từ khóa cuối cùng. Tâm sự với người lạ. Đó, MC hả? Cũng có thể MC. Dạ, nghề MC không có nguy hiểm và đổ vỡ gì ạ. Thì đó, nó sai cái từ nguy hiểm thôi. Còn nói chuyện đổ vỡ và tâm sự với cũng là... Có cái nghề nào mà người ta hay tới nói chuyện với mình, rồi mình chia buồn, chia vui với người ta không ta? Chỉ có MC mới tò mò hỏi thôi. Trời đất ơi, người ta ai cũng có người hỏi gì đâu chị Giang. Chị tự kể không à? Ừ. Thiệt. Và bạn ấy cầm cái banh và tung tung vậy, thì cái nghề của bạn ấy có thể là làm cái gì mà nó tung tung như vậy? Mà làm cái gì vừa tung tung mà vừa phải nói chuyện với người lạ? Rồi biết rồi. Cái gì chị? Bartender. Điều gì khiến chị
phát ra cái nghề đó. Anh trộn cốc theo, anh lắc rượu, rớt một cái nguy hiểm đập vô đầu xịt máu, còn không đớt xuống đất đổ vỡ. Tâm sự với người lạ để người ta uống nhiều vô. Có lý. Bartender hay quá. Có lý, có lý. Xuất sắc. Chưa chắc là đúng nhưng em cảm thấy rất thuyết phục. Logic, cả ba từ khóa đều liên kết với nhau. Bắt đầu chị Giang mơ màng. Giác quan chị Giang bắt đầu nhúc nhích rồi. Chắc tiếp thị quá. Vẫn trung thành với chữ tiếp thị. Tiếp thị. Em khi mà em tiếp thị cho người ta thì có thể em nói bậy thì người ta quýnh em. Ta quýnh em. Ta quýnh em. Mà em cầm cái đồ em đi tiếp thị thì em rớt thì nó đổ vỡ. Mà tâm sự với người lạ em phải nói thì người ta mới hiểu. Đúng. Tiếp thị đồ uống. À, tiếp thị đồ uống, đồ giải khát ha. Và kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. Anh xin phép đếm nha. 3. Anh trộn cốc theo, anh lắc rượu, rớt một cái nguy hiểm đập vô đầu xịt máu, còn không đớt xuống đất đổ vỡ. Tâm sự với người lạ để người ta uống nhiều vô. Có lý. Bartender. 2. Chắc tiếp thị quá. Khi mà em tiếp thị cho người ta thì em cầm cái đồ em đi tiếp thị thì em rớt thì nó đổ vỡ. Mà tâm sự với người lạ em phải nói thì người ta mới hiểu. Đúng. Tiếp thị đồ uống. 1. Không, chia buồn với chị. Chị Cát Tường đã đúng rồi. Chúc mừng chị Cát Tường. Quá xuất sắc. Tôi biết cái gì dưới này nó phịt lên mà tôi không biết là cái gì. Trời ơi, chơi gài hàng nữa. Thiệt tình luôn á. Trước ơi, em có thể chia sẻ về nghề nghiệp của em không? Hiện tại em đang là bartender, biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh mình ạ. Dạ, em có nhận các bữa tiệc set up và hoặc là biểu diễn múa flair để cho các bữa tiệc hoặc các event thêm sôi động. Bạn làm công việc này lâu chưa? Dạ thì em đam mê cái bộ môn này và theo cũng được khoảng 3 năm rồi. Nhưng mà nếu mà bartender thì tại sao lại chọn cái từ khóa nguy hiểm hả bạn? Dạ thì đôi khi mình tập những cái dụng cụ như là chai, thủy tinh. Đó, hồi nãy chị nói rồi, chị nói đúng không em? Chị nói đúng đúng không em? Em ơi cho anh hỏi về cái chữ flair, đó là từ tiếng Anh và anh không hình dung được nó sẽ làm cái gì. Dạ nó là giống như kiểu là nghệ thuật tung hứng ở trong quầy bar vậy. Thì khi mà anh có những cái chai, nếu mà những người pha chế bình thường thì người ta sẽ chỉ rót những cái thành phần của một ly cocktail đó. Thì khi mà mình có flair thì mình sẽ biểu diễn thêm, thì mình sẽ tung hứng một cái chai đó, mình biểu diễn cho khách sẽ vơi đi cái sầu của mình. Dạ khách sẽ thích hơn. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn tiết mục của bạn Phước, xin mời. Mời hai chị luôn. Uống ổn không cưng? Dạ được. Ngon hả? Ngon à? Ngon, được. Không biết là cái đồ uống này có tên gọi là gì vậy em? Dạ, đồ uống này có tên là Red Daiquiri. Red Daiquiri. Ngon à? Nội sơ sơ mà anh thấy mà em hai tay em múa như vậy, rồi phải theo cái nhịp nhạc nữa mới là khó. Hoàn thành xong cái ly là cũng xong một bài nhạc. Hay. Rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn phần trình diễn hết sức xuất sắc của bạn Phước. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đến với phần trình diễn gợi ý nghề nghiệp của bạn Mín.
Đây hình như là gương mặt của một cô gái. Gương mặt cô gái với một cái mái tóc bồng bềnh, đầy hoa. Đầy hoa. Xin mời bạn có thể tự giới thiệu tên và tuổi của mình cho mọi người đây biết. Em tên là Võ Hoàng Huy và năm nay em 23 tuổi. Làm đẹp là chỉ có quách trang, make up được. Làm trang điểm. Còn không làm. Bạn này làm tóc. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu mà không phải mặt thì là tóc. Tại vì thấy hoa trên đầu nhiều, có vẻ cũng nặng về tóc đó. Thôi bây giờ mình đến với từ khóa đi ha. Cho chút xíu manh mối đi ha. Ừ. Xin mời từ khóa đầu tiên. Xu hướng. Anh thấy chị Tường đúng nữa rồi đó. Bạn này làm thiết kế thời trang. Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Bởi vì bạn ấy lắp ghép từng cái miếng cánh hoa để làm thành cái đầu tóc. Hình dung giống như đó là những cái miếng vải vậy đó, đắp lên để ra được một cái bộ trang phục để trình diễn thời trang cho các bạn nữ. Thật sự là hóa trang nè, làm tóc, tóc nè, thiết kế thời trang đều rất phù hợp với chữ xu hướng. Chính xác, đúng vậy. Và có một cái chi tiết, những cái chi tiết đây mình cùng xem thử ha. Bạn có dùng kéo, dùng keo, dùng những cái mảng màu. Thì đây cũng là những cái gợi ý mà em nghĩ các chị nên quan tâm chút. Từ từ đi, thiết kế thời trang rồi đó. Rồi, vậy tới luôn với từ khóa tiếp theo. Tới nha. Luôn đi em. Dạ. Xin mời từ khóa thứ hai. Tin tưởng. Khách hàng sẽ tin tưởng khi đến với bạn, đúng không? Có khi nào phẫu thuật thẩm mỹ không ta? Đúng rồi, cái này cũng là nằm trong phẫu thuật thẩm mỹ đó. Cái gì mới lạ và tin tưởng là chỗ nào tin tưởng bạn mới làm chứ. Chị Giang, với một người về kinh nghiệm về phẫu thuật thẩm mỹ đầy mình như chị, chị có đánh hơi được bạn này là bác sĩ thẩm mỹ không? Không hề. Tại vì bạn này rất là còn trẻ. Bạn này đi thẩm mỹ thì có. Bạn này đi thẩm mỹ thì có. Như vậy là chị Giang đang có cái cảm giác là bạn này đang làm nghề gì? Chị Giang đang nghĩ bạn này làm tóc. Làm tóc ha. Xu hướng là phải có mới. Tạo mẫu phải tóc. Phải tạo mẫu tóc. Và tin tưởng là cách tin tưởng thì người ta mới tới em được. Đúng, giao cái đầu tóc cho mà cắt sai cái là chết luôn ha. Đúng rồi. Tường vẫn đang nghiêng về phía thiết kế về quần áo hơn. Kéo cũng cắt vải được vậy. Chính xác. Diễn thời trang theo những cái xu hướng hiện đại phải có sự tin tưởng. Coi cái thứ ba đi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Lột xác. Lột xác nghĩa là khi mà đến với bạn thì khách hàng người ta sẽ lột xác cái đầu tóc xùm bồm lên kìa đó, muốn thành cái đầu vậy là theo ảnh. Tóc đi chị Giang, chị tin em đi, em nghĩ là tóc. Thôi chị đón không tóc mà chị đón thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang, vâng. Đó là sự lựa chọn của chị Giang. Còn chị Cát Tường, có vẻ như chị đang rất thích giữ tóc nha. Đơn giản, đôi lúc nhiều khi những cái gì nó thấy nguy hiểm nhất nhưng thực ra nó rất là đơn giản. Nhà tạo mẫu tóc. Như vậy thì chị Cát Tường đưa ra đáp án cho mình là nhà tạo mẫu tóc, còn chị Lê Giang là thiết kế thời trang. Không biết kết quả ai đúng ai sai nhé. Xin mời hai chị vào vị trí của mình. Ba. Chị Giang đang nghĩ bạn này làm tóc. Xu hướng là phải có mới. Và tin tưởng là khách tin tưởng thì người ta mới tới em được. Thôi chị đón không tóc mà chị đón thiết kế thời trang. Hai. Đơn giản, đôi lúc nhiều khi những cái gì nó thấy nguy hiểm nhất nhưng thực ra nó rất là đơn giản. Nhà tạo mẫu tóc. Ba, một. Vui chưa? Vừa lòng chưa? Và Huy ơi, bạn có thể nói cái nghề nghiệp của mình cho tất cả mọi người ở đây biết không? Dạ, nghề nghiệp hiện tại của em là chuyên viên tư vấn thẩm mỹ ạ. Chuyên, trời ơi, thấy chưa? Thiệt, hồi nãy chị định nói sao luôn á. Nói đi. Giang, thiệt nghề của chị mà chị không, không nói. Chị nói thiệt. Chị nói thiệt, hồi nãy chị định nói luôn á. Thì sao không nói, thiệt tình luôn á. Vấn đề tại vì nói cái lột xác xu hướng là em biết không? Cái xu hướng là cái mới, cái lột xác là giống như làm cho đó, thay đổi con người luôn đó. Trời ơi. Không biết là em đã làm công việc này lâu chưa? Em làm công việc này khoảng tầm 1 năm rưỡi rồi. Bây giờ nhờ em có thể nào tư vấn nhẹ nhẹ cho hai khách mời của chúng tôi được không? Nếu như mà hai khách mời thì em sẽ thích tư vấn cho chị Lê Giang hơn. Em biết sao không? Tại vì em nhìn tổng quát cái mặt chị, em thấy mặt chị rất tròn đúng không? Nó đang bị bồng bềnh hai cái gò má này và chị muốn cho nó mất luôn hai cái cục thịt này. Là chị muốn là lấy mỡ túi má. Trời ơi, nói một cái là dính liền đúng không? Chị thề bao nhiêu lần với em, với Trấn Thành, chị nói chị không bao giờ chị làm gì nữa. Chị nhớ. Chương trình hỏi chị chứ thật chất thì nói chung là chị cũng được rồi. Nhưng mà có ai kêu gọi thì cũng nên. Thua. Đúng Huy. Bên em có làm móc túi. Thôi được rồi chị Giang à. Mời bạn. Về vị trí đi em. Trời ơi, ai cười giống giống. Cảm ơn Hoàng Huy rất là nhiều. Dạ. Và tiếp theo chúng ta cùng gặp một chàng trai có biệt danh là Chuột. Thank you.
Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn bạn gái đã hỗ trợ cho tiết mục của Chuột. Không biết là cái điệu múa này bạn tập lâu chưa mà tôi thấy bạn quá chuyên nghiệp, bạn quá tinh tế trong từng động tác. Em tên là Huỳnh Huy, năm nay 31 tuổi. Cái bài múa này thì mình tập trong vòng một ngày. Bớt giỡn cưng, trời ơi, cái này tập một tháng chưa múa được, nó tập một ngày. Nhưng mà thật sự em là đã có cái máu múa trong người là chuyên nghiệp rồi, em mới múa được cái bài này. Vì cái điệu này là có những cái đứng tấn, đứng trụ chân xuống rất khó. Và xoay nhịp chân, nhịp tay và cái kiểu cái mắt nữa, cái mắt của em á, đưa qua đưa lại. Không thể nào mà em mà dân không chuyên mà em vô một ngày mà em làm được bài này. Nhưng mà không phải dân múa, tại vì nếu dân múa ra biểu diễn múa có gì để đâu đoán. Ủa mà sao em múa giỏi vậy ta? Mà tập một ngày là chị không tin rồi đó. Em là phải biết múa và em có thể em làm em dạy múa luôn đó. Em chỉ có hai nghề thôi, một là xiếc, hai là make up. Tại vì make up ngón tay của em nó mới là như thế này được. Còn xiếc thì có những cái giống như là đứng tấn, đứng tụ, đứng trụ á. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với từ khóa đầu tiên. Xin mời từ khóa. Truyền thống. Truyền thống. Rõ ràng tiết mục gợi ý của bạn là một điều nhảy truyền thống và cái chữ này cũng là truyền thống. Có vẻ như cái từ khóa này hơi quầy vốn nhỉ. Tiếp theo được không? Dạ em chiều chị luôn. Dạ. Xin mời từ khóa tiếp theo. Nghiêm khắc. Truyền thống và nghiêm khắc. Thấy mé mé vô cái xiếc là thấy gần gần vô rồi đó. Tại vì á, cái xiếc là phải nghiêm khắc với bản thân, tập luyện ngay từ nhỏ. Tại sao mọi người không nghĩ đây là một vũ công chuyên nghiệp ta? Bởi vì em thấy bạn ấy nhảy rất rất đẹp. Truyền thống rồi sao dính vô vũ công được? Ví dụ múa dân gian đồ thì còn là truyền thống. Dạ không, thì những người mà vũ công họ làm việc trong những cái đoàn ca nhạc của nhà nước mình chẳng hạn thì họ vẫn có thể múa truyền thống mà. Thôi cho từ khóa thứ ba luôn đi. Cái mặt bạn này trên sân khấu là tôi nói rõ ràng là một nghệ sĩ rồi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng đến cho khán giả. Bạn này đang làm một cái nghề về giáo dục, bạn đã dạy học sinh gìn giữ những nét văn hóa truyền thống, sự nghiêm khắc của nghề, nghiêm khắc của một người thầy, và bạn ấy truyền cảm hứng để giữ lửa cho thế hệ trẻ để gìn giữ một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống. Chị Tường bắt đầu là có đáp án rồi đó. Gần lắm rồi, 70% rồi. Truyền thống là chỉ có múa, mà nghiêm khắc là múa truyền thống là phải nghiêm khắc. Truyền cảm hứng là như nãy giờ mình coi đó, tiết mục đó là đang truyền cảm hứng đó. Ta truyền thống là phải dân gian rồi. Giáo viên dạy múa dân gian, thầy giáo dạy bộ môn múa dân gian. Còn chị Lê Giang là nghệ sĩ múa dân gian luôn. Một người là thầy dạy, một người là nghệ sĩ ha. Và kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. Xin mời hai chị vào vị trí của mình. 3. Gìn giữ với nét văn hóa truyền thống, sự nghiêm khắc của nghề, nghiêm khắc của một người thầy, và bạn ấy truyền cảm hứng để giữ lửa cho thế hệ trẻ, giáo viên dạy múa dân gian. 2. Truyền thống là chỉ có múa, mà nghiêm khắc là múa truyền thống là phải nghiêm khắc. Truyền cảm hứng là như nãy giờ mình coi đó, tiết mục đó là đang truyền cảm hứng đó. 1. Ủa trúng nữa hả? Trời ơi, hay quá vậy ta. Chị Tường hay quá vậy ta. Thầy giáo dạy múa dân gian và là đúng luôn. Có chính xác 100% không hay là gần đúng vậy bạn ơi? Bạn có thể tự giới thiệu về nghề nghiệp của mình. Em là giảng viên của trường múa thành phố Hồ Chí Minh, khoa múa dân gian dân tộc. Trời ơi. Nhưng mà chị cũng đoán đúng vậy, múa dân gian rồi đó. Đã từng là nghệ sĩ múa dân gian, bây giờ là làm thầy rồi. Không biết là Huy đã bắt đầu dạy ở trường là bao lâu rồi ta? Em bắt đầu dạy là gần một năm ạ. Gần một năm mới đây thôi. Mới đây. Bạn ơi, bạn đã theo đuổi bộ môn múa dân gian bao lâu rồi? Khi bắt đầu múa thì em vào trường múa thì nó học rất là nhiều ba lê dân gian, tính cách và đương đại. À, là bạn có thể nhảy được rất nhiều cái khác nhau. Lúc nãy bạn mở màn bằng một cái điệu múa dân gian rồi ha. Thì ngay bây giờ đây bạn có thể nào mà tặng chúng tôi một cái tiết mục mà nó khác, nó trường phái khác được không? Em sẽ biểu diễn tiết mục dance ball. Và sau đây là tiết mục trình diễn dance ball của bạn Huỳnh Huy cùng với bạn diễn của mình là một người bí mật. Xin mời. Come and swing it. Oh!
the rules, won't be nobody's fool. Grooving out and moving cause I think it's really cool. The beats I'm gonna bring will make you dance to this. The beats I bring will make you sing. But it don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing, it's kinda slang. Không biết là Huỳnh Huy tập dance sport này lâu chưa? Em tập được 4 năm. 4 năm. Thành tích của bạn trong dance sport này có nhiều không? Thì năm 2015 là em được phong chức kiện tướng quốc gia của Việt Nam. Wow. Hèn gì kiện tướng dance sport của 2015 cho nên nhảy cực kỳ đẹp luôn á. Chứ em có biết nhảy không dạ? Trời ơi! Em chứ anh nghĩ ai vậy? Phải không? Em nói vậy dạ. Huy ơi, có thể nào giúp chương trình một chút là nhảy chung với dạ một điệu được không? Dạ được. Búng liền cho chị coi cái chân sao. Búng. Đó. Búng sẵn lên. Và bây giờ thì xin được công bố số điểm hiện tại. Kết quả hiện tại chị Lê Giang vẫn đang giữ nguyên là 5 điểm. Còn chị Cát Tường 15 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại bạn Phong Phước và bạn Hoàng Huy. Xin mời hai bạn. Với vòng 3 có tên gọi là ngôi sao may mắn, thì xin mời hai khách mời chọn lấy một người đồng đội của mình và phải dùng trực giác để phán đoán xem người nào đang giữ ngôi sao may mắn. Bởi vì nếu như hai chị chọn được ngôi sao may mắn sẽ nhận được một phần quà khá khá dễ thương của chương trình. Dạ bây giờ chị Giang hãy dùng trực giác của mình xem bạn trai nào sẽ giữ ngôi sao may mắn. Cơ hội cuối cùng dành cho chị. Chắc Huy quá. Chính giữa. Chị nói chung là chị thích lấp lánh giống chị đó, bộ đồ tông sạc tông rồi đó. Từ từ, trời ơi, từ từ, chị Giang ơi. Ôi chào ơi. Ôi, trời ơi, giống như đi chảy hội vậy trời. Ôi, em là nhường cho chị Giang rồi đúng không? Chị sẽ qua bên đây. Ôi. Cảm ơn Hoàng Huy rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình nha. Như vậy là hai chị đã chọn được cho mình đồng đội trong thử thách ngôi sao may mắn. Trước khi đến với ngôi sao may mắn, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại vòng 3 của chương trình Giác Quan thứ 6. Thưa quý vị, vòng 3 của chương trình có tên gọi là Ngôi sao may mắn. Hai đội chơi sẽ cùng tham gia một môn thể thao vận động có tên gọi nho nhỏ là Đội Cứu Hộ Bãi Biển. Yes. Nếu như chiến thắng trong vòng này thì sẽ mang về cho mình 10 điểm. 10 điểm. Lăng, 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 lăng. Sốt sổ tùm lum. Sau khi lăng thì người nữ đưa cái phao cho người nam. Sau đó thì người nam có nhiệm vụ quăng. Hay quá. Đó, lọt vô là mình được điểm. Vậy bây giờ sao, nữ lăng hay nữ quăng? Thôi đừng có để tôi quăng, tôi lăng thôi. Tùy với chị cứ chọn chiến thuật cho đội mình. Huy là có chiều cao phải quăng, còn chị là gọn gàng phải lăng. Ok chị. Bên chị em muốn sao? Ai lăng ai quăng? Rồi vậy để em lăng cho. Rồi ok vậy đi. Tôi xin nè, có ai lăng trước nè? Quảng Tù Si. Rồi lăng đi. Dạ thắng chị quyết định. Được, ai chị trước nè? Trước cho nó nóng. Rồi, rồi okay, làm liền luôn. Xuất sắc. Và bây giờ thì 3 phút dành cho đội chị Lê Giang xin được phép bắt đầu. Vô đi chị, vô. Ừ, xuống, bể, bể, ừ. Ờ, tới rồi chị, tới rồi, thôi, được rồi. Rồi.
giờ rồi. Sự nỗ lực của chị Lê Giang và bạn Huỳnh Huy đã mang về cho đội mình 4 chiếc phao. Quá tuyệt vời. Và bây giờ 3 phút dành cho đội chị Cát Tường xin bắt đầu. Nhanh lên bạn ơi. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Nói vô là thấy. Về mất chị ơi. Một. Trời ơi. Không đơn giản. Vô. Vô. Hoài. Vô. Bây giờ là 4 cái rồi. Không thèm thi nữa luôn. Chưa hết 3 phút thì Cát Tường đã oanh liệt chiến thắng knock out. À, hay, mình cố gắng quá hả chị? Cố gắng muốn xỉu. Nhưng mà vẫn thua. Trong vòng 3 này thì Cát Tường đã chiến thắng và mang cho mình 10 điểm. Yeah. Số điểm hiện tại của chị Cát Tường đã lên đến 25 điểm. Còn chị Lê Giang thì vẫn là 5 điểm. Dữ luôn á trời ơi. Nhưng mà bây giờ mới là cái giây phút quan trọng nhất nè. Đó là ngôi sao may mắn. Sau 3 tiếng đếm của Trương Thi Vinh, hai bạn trai hãy đưa tay mình ra xem ai là người có ngôi sao may mắn nhé. Mời anh Vinh. 3 2 1 Xin mời. Và ngôi sao may mắn này mang về cho chị Giang một phần thưởng. Một voucher trị giá 3,5 triệu. Thì đội chị Cát Tường đã giành chiến thắng. Điều đó có nghĩa là chị Cát Tường sẽ đem về cho đội mình 10 triệu đồng. Xin chúc mừng. Không biết là cảm nghĩ của chị Lê Giang như thế nào ta? Nói chung là bữa nay chị đến đây chơi, chị rất là vui. Và mỗi cái chương trình nó đều có một cái vui khác nhau. Giờ cuối cùng chị cảm giác như chị muốn mệt, muốn xỉu. Nhưng sau đó chị lại được cái ngôi sao may mắn là chị rất vui là chị được đi thẩm mỹ viện. Bao nhiêu ta cái sự mà và mệt mỏi nó đều tan biến. Nói chung là chị thấy rất là vui khi tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Người chiến thắng chị Cát Tường, cảm nghĩ của chị như thế nào ạ? Cát Tường thấy chương trình Giác Quan thứ 6 này rất là lạ. 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 Tại vì bây giờ nhiều chương trình lắm, quan trọng là nó phải lạ. Phải lạ. Mà lạ thì chắc chắn trước tiên là sẽ được khán giả người ta đón nhận. Cái thứ hai là qua đây những người chơi cũng cảm thấy rất là hào hứng. Bởi vì họ sẽ kiểm tra lại coi ai cũng nói mình là có Giác Quan thứ 6, nhưng mà có như thế nào, có được bao nhiêu. Đó. Và tự nhiên thì mình cảm thấy là à, thì ra đúng mà mình đáng sợ thiệt. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị đã chứng kiến giác quan kinh khủng khiếp của chị Lê Giang cũng như rất đặc biệt của chị Cát Tường. Hy vọng quý vị khán giả đã có một buổi xem truyền hình thật là thú vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi. Chương trình Giác Quan thứ 6 được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.